Bước vào đây thì cái cảm giác rất là tươi mới, cũng như là rất là bình yên. Nguyên một cái tầng 2 này là một cái căn phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Từ cái giường ngủ của mình thì mình sẽ nhìn ra phía ngoài, nhìn trực diện ra phía ngoài. Đây, phía ngoài đây. Tất cả cái tầm nhìn bao quát toàn bộ ra sân vườn và hồ bơi phía bên ngoài như thế này. Rất là đã mắt. Cái phòng tắm siêu rộng luôn. Có thể nói là cái phòng tắm này rộng tương đương một cái căn phòng ngủ của những cái ngôi nhà khác. Vừa tắm ở đây, vừa nhìn ra phía ngoài, hồ bơi và cây xanh, vừa đảm bảo sự riêng tư cho chủ nhân nghỉ dưỡng tại chính cái căn biệt thự này, cũng như là khẳng định cái vị thế của người thành đạt. Xin chào các bạn, tôi đang ở dự án Fusion Resort Villas Đà Nẵng. Dự án nằm ở mặt tiền biển Đà Nẵng, một trong những biển đẹp nhất hành tinh, và trên cung đường từ Đà Nẵng nối liền với khu du lịch phố cổ Hội An. Và đây là một cái dự án đẳng cấp 5 sao quốc tế, vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa có thể đầu tư lâu dài được, và người Việt Nam, người nước ngoài đều có thể sở hữu tại đây. Thì cũng có thể là dành cho những người mà yêu thích chơi golf, bởi vì đây là những cái khu nghỉ mát đối diện là hai sân golf, đó là sân golf BRG 36 lỗ và sân golf Mongo Mary Links. Thì ở đây á, chúng ta sẽ thấy rằng là có đến 6 loại villa, từ một phòng ngủ cho đến loại 6 phòng ngủ là cao cấp nhất. Thì chúng ta sẽ tham quan một căn biệt thự 2 phòng ngủ với diện tích là hơn 300m², với hồ bơi riêng và 2 phòng ngủ độc lập hướng ra hồ bơi và cây xanh. Thì chúng ta sẽ vào bên trong. Xin mời. Bước vào trung tâm của căn biệt thự chính là phòng khách, với những trang bị là cái bộ sofa khổ lớn rất là êm ái ở đây, dành cho những bạn bè và những người thân có thể ngồi trò chuyện, nhâm nhi tách trà, cà phê tại chính giữa đây, và nhìn ra phía ngoài là khu sân vườn và hồ bơi. Liên thông với phòng khách chính là khu vực phòng bếp. Phòng bếp là gồm có đảo bếp rất là rộng ở đây. Đây, cũng vừa là một cái quầy bar ở đây, có ghế để ngồi. Đây, phía bếp thì cũng được trang bị là tủ bếp bằng gỗ này, rồi những cái trang thiết bị để nấu nướng, có khu vực rửa đồ này, rồi tủ để đồ. Đấy. Khu vực bàn ăn ở đây rộng rãi, rất là to như này. Bàn ăn này có thể dành cho 8 người, một cái bữa tiệc gia đình với những người bạn thì rất là phù hợp. Vừa có thể ngồi ăn uống ở đây và vừa có thể ngắm ra hồ bơi, cây xanh, sân vườn ở phía bên ngoài. Thật sự là rất là bình an và đúng chất là nghỉ dưỡng cho những gia đình mà thành đạt. Chúng ta hãy cùng ra phía ngoài để xem khu sân vườn và hồ bơi. Xin mời các bạn. Bước ra phía ngoài, chúng ta nhìn thấy không gian xanh mát của hồ bơi và cây xanh xung quanh. Ở đây thì phù hợp để mà nghỉ dưỡng tại chính cái căn biệt thự của mình, đảm bảo sự riêng tư, thoải mái, và vẫn có thể sử dụng những cái không gian, những cái tiện ích chung của cái khu nghỉ mát 5 sao này. Ví dụ như là hồ bơi này, khu câu lạc bộ thể thao biển này, sân tennis này, hay là khu spa thư giãn, và đặc biệt là rất là sang trọng và đạt tiêu chuẩn là 5 sao quốc tế, xứng đáng để là sự lựa chọn cho rất là nhiều người từ những nơi khác về Đà Nẵng sinh sống hay là nghỉ dưỡng. Và đây thì mùa hè thì đi tắm biển, đi bộ vài chục bước chân. Ngoài ra thì có thể là vận hành để cho thuê cùng với đơn vị quản lý Fusion ở đây, thì vừa có thể nghỉ dưỡng, vừa có thể kinh doanh tại chính cái căn biệt thự của mình. Đây, chúng ta nhìn thấy là sau khi mà bơi tắm mát xong thì chủ nhân có thể là lên đây để nằm phơi nắng hay là đọc sách, thư giãn, uống trà, cà phê, tái tạo lại cái năng lượng và cái sức khỏe của mình. Thì bước vào đây thì cái cảm giác rất là tươi mới, cũng như là rất là bình yên, một cái cảm giác rất là tuyệt vời. Và
có lẽ là một trong những cái khu vực mà đáng sống cũng như là đáng để nghỉ dưỡng nhất tại Đà Nẵng hiện nay. Và đây chính là căn phòng ngủ đầu tiên tại tầng trệt của căn biệt thự. Căn phòng ngủ này thì có hai cái giường đơn dành cho hai người ngủ được, và có thể là lắp đặt một cái giường đôi, một cái giường đôi cỡ rộng thì rất là riêng tư và thoải mái. Từ cái phòng ngủ này cũng có cái tầm nhìn toàn bộ ra phía cây xanh ở sân vườn phía ngoài và khu vực hồ bơi. Thì khi mà mở cửa đây, tôi mở cửa đây, cái hơi mát, cái gió mát và cái không khí trong lành của biển cả đưa vào căn nhà, đưa vào phòng ngủ, và ánh sáng nó tràn ngập vào căn nhà. Chúng ta bước vào cái khu vực vệ sinh. Cái toilet này thì nó khá là rộng. Đây là khu vực toilet này, phòng tắm riêng này. Và ở đây chính là cái bồn rửa tay. Thì một người có thể rửa tay, một người có thể tắm, rồi là cũng có nhiều công năng, nhiều người có thể sử dụng cùng một lúc. Trang thiết bị thì rất là cao cấp, đúng cái tiêu chuẩn 5 sao. Đấy. Chúng ta sẽ bước lên tầng 2 để tiếp tục tham quan một cái căn phòng ngủ master bedroom, căn phòng ngủ rộng nhất của căn biệt thự này. Hãy cùng tôi lên tầng 2. Chúng ta tiến vào phía trong của căn phòng ngủ master bedroom, phòng ngủ chính ở trên tầng 2. Nguyên một cái tầng 2 này là một cái căn phòng ngủ cực kỳ rộng luôn. Nào, hãy xem nào. Cái khu vực thay đồ không á, để đồ không á, nó đã rộng như thế này rồi các bạn. Đây, rất là rộng đây. Kéo ra này. Đây. Đấy. Bằng gỗ luôn, gỗ cao cấp luôn. Đấy. Thay đồ đây, bên dành cho nam và bên dành cho nữ. Đấy. Được trang bị sẵn rồi. Khu này là khu treo móc áo, những cái đồ mà nó có thể là dễ bị nhăn hoặc là cần phải để ra ngoài cho nó thẳng. Bước vào căn phòng ngủ chính này thì chúng ta lại bắt gặp một cái không gian phòng khách. Phòng khách trong phòng ngủ. Thì tại cái vị trí này, chủ nhân có thể là ngồi nghỉ ngơi thư giãn tại chính cái phòng ngủ của mình. Và hướng ra phía ngoài là khu vực ban công. Khu vực ban công này thì cũng có cái bàn để cái ghế để có thể ngồi thưởng trà, hay ngồi đọc sách, hay ngồi thư giãn. Ban công này rất là rộng luôn, nhìn ra phía hồ bơi và phía sân vườn ở phía bên ngoài. Di chuyển vào trong phía trong trung tâm của căn phòng ngủ này. Cái giường ngủ này khổ rất lớn, king size bed, rất là êm ái. Đây. Đây. Tiêu chuẩn đúng của 5 sao quốc tế luôn. Đây, cũng có cái đèn ngủ này, rồi cái tủ để ở đầu giường này. Cái điều hòa được giấu vào phía bên trong rất là kín đáo và đẹp mắt. Đây. Cái tông màu là tông màu gỗ, tông màu trắng và vàng nhạt. Nó khiến cho cái hơi hướng của thiên nhiên và nhẹ nhàng, thư giãn. Và từ cái phòng ngủ chính này, từ cái giường ngủ của mình, thì mình sẽ nhìn ra phía ngoài, nhìn trực diện ra phía ngoài. Đây, phía ngoài đây. Nằm từ trên giường, nhìn ra phía ngoài. Cái khổ gương lớn như này thì khiến cho là tất cả cái tầm nhìn bao quát toàn bộ ra sân vườn và hồ bơi phía bên ngoài như thế này. Rất là đã mắt, rất là tươi mới và xanh mát. Từ cái phòng ngủ này thì di chuyển vào phía bên trong chính là một cái khu phòng tắm. Một cái phòng tắm siêu rộng luôn. Có thể nói là cái phòng tắm này rộng tương đương một cái căn phòng ngủ của những cái ngôi nhà khác. Ở đây thì nó có sẵn là cái bồn tắm nằm này. Đây. Vừa tắm ở đây, vừa nhìn ra phía ngoài, hồ bơi và cây xanh, thư giãn sau những cái ngày dài bận rộn. Đây. Và ở đây thì cái khu rửa tay. Rửa tay này là có hai chỗ rửa tay luôn. Một là dành cho nam hoặc là một dành cho nữ. Đây, hai người có thể cùng dùng một lúc. Và trang bị bởi những cái đèn rất là đẹp như thế này. Tiêu chuẩn của 5 sao nên là khăn hay là những cái trang thiết bị nó được đầy đủ. Đây, cái ngăn kéo để đồ ở trong này nữa. Tại cái phòng tắm này thì có cái khu toilet riêng biệt. Đây, một người có thể sử dụng ở đây.
Và đây nữa là khu vực tắm đứng. Khu vực tắm đứng này thì cũng rất là rộng rãi luôn. Đấy. Vừa tắm nằm, vừa tắm đứng, độc lập riêng biệt. Vừa rồi chúng ta đã đi tham quan căn biệt thự 2 phòng ngủ có hồ bơi tại khu vực mặt tiền biển của thành phố Đà Nẵng. Căn biệt thự này với hồ bơi xanh mát, có khu vực phòng ngủ riêng biệt và tất cả phòng khách hay là những cái không gian ở trong ngôi nhà đều hướng ra hồ bơi và sân vườn, khiến cho cái tầm nhìn và cái không gian trở nên rất là tươi mới. Khi mà vừa đảm bảo sự riêng tư cho chủ nhân nghỉ dưỡng tại chính cái căn biệt thự này, cũng như là khẳng định cái vị thế của người Thành Đạt, đáp ứng được cái nhu cầu cao, tiện ích 5 sao. Và đây thực sự là một cái sự lựa chọn rất là đáng giá đối với những người mà đang quan tâm đến một cái sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp tại thành phố Đà Nẵng. Hãy liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm thực tế căn biệt thự này.